Hi. Con biết ngồi rồi đây. 7 months nha, 7 tháng nha, con biết ngồi rồi. 7 tháng nha. Thật ra 6 tháng mấy là biết ngồi rồi nhưng ngồi hơi yếu. Bây giờ tự động là ngồi thường xuyên hơn nè, cho nên mommy mới quay nè. Talent. Ê. Trời ơi. Dạ. Con là Tha Lan, con xin kính chào quý ông bà cô bác nè. Hello. Hello. Con so excited, biết ngồi rồi nè. Tha Lan ơi. Tha Lan ơi. Ngậm gì vậy ta? À. Ừ. Ngậm cái thao con. Ôi trời đất ơi, trời ơi. Chưa mọc răng nha. She doesn't have any teeth yet. No teeth yet. But she can sit. Ngậm tay. Chào, con chào đi. Chào. Con biết chơi, con biết ngồi và con biết bò kìa. Đúng không? À đi. Dạ, con chào. Con xin chào. Đâu vô tay đi, vô tay giỏi. Đúng rồi. Tha Lan biết ngồi rồi. 7 months old nè. Today Tha Lan is 7 months old. It's 2 days after 7 months. Okay. And she knows how to sit very well. No, yes, you do. Why you shake your head? You do. And she knows how to crawl too. Còn hơi yếu một xíu nha mọi người. Vỗ tay kìa, mình chào. Vỗ tay đi. Chào. Yeah, Thái Lan ơi. Rồi, Thái Lan say bye bye đi. Cái video ngồi của con tới đây là hết rồi. không chịu hả con. Bye bye Tha Lan. Bye bye. Bye. Ok, bye bye. Bye. Yeah.